Mùi gì thơm thế nhỉ? Đây rồi. Mày chạy đi! Chạy 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 chạy! Bố đã rồi! Bố đủ! Mày cầm cái thứ này cho bà ngay! Úi thôi! Đâu rồi? Đâu rồi? Mấy cái thằng ba vạn đâu rồi? Bà mà bắt được chúng mày thì đừng có trách nhá! Đồ thì không nó lấy! Hở đi là ăn này! Nhưng mà em đói! Ê! Ê! Đợi em! Đợi em! Tao kệ mày đấy! Sếp, đã tìm thấy người phù hợp. Anh ơi! Dậy ăn này anh! Dậy, 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 dậy! Này, món gì? Ui! Lại bánh mì à? Ui ôi! Cả tháng ngày nào cũng bánh mì! Chứ giờ làm gì còn tiền đâu mà mua! Thôi được rồi, ăn đi! Mày đi ra thế nào. Túi gì đấy? Em không biết. Cái gì đây? Muốn có nhiều tiền, sáng mai gặp nhau tại bãi đất phía tây thành phố. Các cậu đến rồi à? Ông là ai? Hai cậu muốn có thật nhiều tiền chứ? Ông cần gì ở bọn tôi? Thế tiền nong như nào? Tiền thưởng của hai cậu sẽ nhiều hơn tất cả những gì các cậu nhận được. Được. Anh có biết thằng Khứa đấy là ai không? Thế mày có biết nó là ai không? Là ai? Mày không biết thì làm sao tôi biết? Bớt hỏi lại. Ai ui. Anh ơi, anh. Cái gì? Kêu. Ông gọi tôi ra đây có việc gì? Nói nhanh, tôi không có thời gian. Tôi gọi cậu ra đây vì nghe được tin cậu đang nắm giữ một món bảo vật. Ý ông là chiếc vòng gỗ này. Ê, thứ lỗi, tôi không thích người khác động vào đồ của tôi. Ra giá đi. Vật này vô giá, tôi không bán được. Trong này có 3 tỷ, cầm và biến đi. Ông có bị điếc không? Tôi nói không bán. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à? Theo tao. Mày muốn bao nhiêu tao cho mày? Mày làm cái gì đấy? Điều của chúng mày à? Tao thích. Đừng xem cái chuyện. Mày ơi, mày lần sau chưa nhá mày. Này này hai cậu ơi. Có chuyện gì nữa? Về làm việc cho tôi cho các cậu tiền. Này bà kia, tiền nợ của anh tôi tính như nào nhỉ? Kinh tế thì suy thoái, việc làm thì không có, tiền đâu ra mà trả. Thế giờ ý bà như nào? Mình nhờn với tao à? Từ từ, rồi người ta không trả làm gì căng. Anh biết điều đấy. Anh
Tốt lắm. Anh. Em thu về đủ rồi. Các cậu làm tốt lắm. Tiền thưởng của các cậu đây. Ủa, em xin. Em cảm ơn. Cậu Trung này, tôi vẫn đang có một thắc mắc. Tại sao hôm đó cậu cứu tôi? À, thì hôm đấy vô tình em thấy anh bị chúng nó chặn đường nên em giúp. Mà sao chúng nó lại đuổi anh thế? Sao chúng muốn biết lắm à? Đợi anh chút. Là vì chiếc vòng này rất nhiều người muốn có được nó, bởi vì nó là bảo vật vô giá. Thôi, anh uống nước đi. Cậu đến rồi đấy à? Đã có thứ không cần. Tiền của bọn tôi đâu? Cảm ơn. Vậy là từ giờ anh em mình không cần phải lo về vấn đề tiền bạc nữa rồi. Mà tao đang nghĩ không biết cái bảo vật đấy trị giá bao nhiêu mà bỏ ra một số tiền lớn để thuê mình. Ui giời ơi, anh quan tâm làm cái gì? Có tiền là được. Thôi, đi về đi. Ê mày, tao nghĩ kỹ rồi. Hay là thôi nhở, số tiền tao với mày kiếm được lần trước cũng đủ sống rồi. Em thấy công việc này cũng ổn mà. Chúng ta đi trộm đồ cho người ta mà lại còn được cả đống tiền. Tội gì mà không làm. Alo. Chiều nay gặp nhau chỗ cũ. Có nhiệm vụ mới. Thế là tốt rồi. Lại có nhiệm vụ mới cho hai cậu đây. Lần này, tiền thưởng của các cậu sẽ tăng gấp đôi so với lần trước. Tôi muốn gấp 3. Có tham vọng đấy. Được, tôi đồng ý. À, anh ơi, em đói quá. Hay mình đi kiếm gì ăn đi. Cái thằng anh chưa làm được gì đã đòi ăn rồi. Hôm nay em tuyệt vời lắm. Tí về chị sẽ thưởng cho em nhé. Vâng ạ, à, ok luôn chị. Theo tao. Anh ơi, anh định dẫn em đi đâu đấy? Hôm nay tao sẽ dẫn mày đi đóng phim. Mà mày là nhân vật chính. Nhưng mà em không biết diễn kiểu gì.
Kìa, nữ chính của mày đến rồi. Em gái, đi đâu đấy? Cho anh hỏi thăm tí. Mày ai? Cút, đừng có lại gần tao. À, con bé này cứng nhờ. À, bỏ ra, bỏ tao ra. Đường Đường là một thằng đàn ông mà lại đi bắt nạt một người phụ nữ, mày không biết nhục à? Mày thì chết à? Chị gái, chị không cần phải sợ. Có em ở đây rồi. Con chó này! Mày nhớ mặt tao ấy! Chị có làm sao không? Chị ơi! Chị ơi! Chị! Cảm ơn anh đã giúp em. Không có gì, chuyện nên làm mà. Thôi, chào chị, em đi trước. À, làm sao để em có thể gặp lại anh? Có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Cá đã vào lưới rồi anh. Làm tốt lắm. Mày đã bắt đầu thông minh hơn rồi đấy. Chết rồi, đâu mất đấy nhở? Mày! Chị có làm sao không? À, em không sao ạ. Là anh à? Chúng ta có duyên thật đấy. Nhà em cũng ở ngay đây. Hay tiện gần nhà thì anh về nhà em chơi. Liệu có tiện không? Không sao đâu, em ở một mình mà. Vậy cũng được. Mình đi. Anh vào đi. Anh cứ ngồi chơi tự nhiên, chờ em một chút nhé. Vâng chị. Xin lỗi, đã để anh chờ lâu. Vâng, không sao. Phụ nữ giỏi và quyến rũ như chị chắc có nhiều người theo đuổi nhỉ. Vậy mà em vẫn đang thiếu một tình yêu chân thành đấy. Em chỉ cần một người có thể tâm sự được với em mỗi khi em buồn thôi. Không phải cuộc hẹn trước nên em chưa chuẩn bị gì. Anh dùng tạm nhé. Dạ, xin lỗi em không uống được rượu. Anh uống với em một ly thôi. Chủ yếu em muốn cảm ơn anh vì việc hôm trước. Bây giờ ngài nghe điện thoại chút. Nào, hết nhá. Anh tỉnh rồi à? Anh tuyệt lắm đấy. Alo. Xin chào cô gái. Chúng ta có thể nói chuyện về đôi ngọc tỷ của em được chứ? Chiều nay 3 giờ gặp nhau. Địa chỉ tôi sẽ gửi. Đúng là chủ tịch của một công ty lớn, làm việc gì cũng chuẩn giờ. Ông muốn gì nói luôn đi, tôi không có thời gian. Thời gian em dành cho anh thì không có, nhưng thời gian em dành cho trai trẻ. Ông nói cái quái gì đấy, vào thẳng vấn đề chính đi. Chả là anh có để ý đôi ấn ngọc của em về chuyện giá cả. Em không cần phải để ý. Chắc ông anh có hiểu lầm gì ở đây rồi. Tôi không có ý định bán nó. Chào ông, tôi về. Ê, em nghĩ sao khi những hình ảnh của em tình tứ bên trai trẻ được giới truyền thông biết đến nhỉ? Tôi đồng ý. Rất thông minh.
Ý mày là gì? Xin tự giới thiệu, tôi là kẻ săn báu vật. Cảm ơn vì món quà. Sao anh lại làm thế với tôi? Chị rất tốt, nhưng xin lỗi, tôi rất tiếc. Mặc xác hai đứa chúng mày lên. Mày sẽ phải trả giá. Này, nãy ông đòi xử lý ai đấy? Không ạ, tôi xin lỗi. Thì chết không? Đủ rồi, đi. Làm tốt lắm. Uy tín đấy. Anh ơi, anh xem nhà này được không? Định mua nhà? Vâng. Đẹp đấy. Giờ anh em mình có tiền rồi, làm sao mở cái nhà cũ nát như này được? Chỉ có mông gì lên. Có chuyện gì đây? Lại có nhiệm vụ anh ạ. Là hắn. Anh ơi, em thấy kiểu này có vẻ khó chơi rồi anh ạ. Giờ có cách nào không nhỉ? Thôi, cứ đi theo trước đã. Đứng đây. Hành động được rồi đấy. Anh, em đói bụng quá, anh cho em đi nhờ vệ sinh cái. Biến đi. Giỏi lắm. Chúng mày dám theo tao đến tận đây cửa. Anh ơi, mình dính bẫy rồi. Chào hai con cá lọt lưới. Chúng mày còn nhớ tao đã nói chúng mày sẽ phải trả giá chưa? Chào người quen cũ. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Tao biết chúng mày sẽ đến đây để lấy bảo vật, nhưng tao đi trước một bước rồi. Chúng mày không thoát được đâu. Hai con chó à. Bảo vật của tao đâu? Tôi đố ông biết đấy. Nói hay là muốn về chầu trời gặp ông bà? Đuổi theo nó. Anh ơi, em đuối quá. Cố lên. Em sắp không chịu nổi rồi. Mày chạy trước đi. Nhưng đi.
Cố lên em. Mày cố chịu đau một chút. Alo đại ca, có vẻ nó không giấu ở nhà. Vô cổ chúng nó về đây. Em hiểu rồi. Em ra đâu? Tao tưởng mày chết rồi chứ. Thằng chó, em tao mà bị làm sao tao giết mày. Để tao cho mày gặp em mày. Anh cả em không cần phải quan tâm. Mày muốn gì? Ngay từ đầu như vậy có phải tốt không? Mang bảo vật đến đây, địa điểm tao báo sau. Alo, alo. Vẫn dám đến đây, dũng cảm đấy. Nói ít thôi, mau thả người. Bình tĩnh, đồ đâu? Nếu chẳng may tao đưa đồ mà chúng mày không thả người thì sao? Sân chơi này là của tao, luật chơi là của tao, mày không có quyền. Tao là người biết giữ lời. Thả người. Khoan, hai thằng chúng mày vẫn còn món nợ để giải quyết đấy. Tao nói thả người chứ đâu có nói là sẽ để chúng mày đi đâu. Bọn khốn. Chúng mày. Chúng mày nghĩ với món đồ giả này mà có mặt được tao á, tao thấy thú vị rồi đấy. Để xem hôm nay mày chạy kiểu gì. Đi đâu đấy? Đối thủ của mày ở đây. Con khốn này, mày làm gì vậy? Mày định phản tao? Rồi tới lượt mày. Huy ơi,
lên. Nó đến rồi. Lần này cậu làm việc hơi lâu đấy. Cậu chưa tiền à? Tôi có chút quà quê muốn gửi cho ông. Ông xem kỹ chiếc vòng đi. Thằng Quân!